tua, hả? Đấy vậy. Ok. Xung quanh nó có những cái nó weird. Ví dụ như mình tập nó mà đụng nó tở mấy cái rồi. Đã sẵn rồi. Ví dụ mình tập nó. Mọi người thấy ta đập hai ba cái rồi. Chúng ta ra ngoài. Mặt tới kia là nó ta bỏ nhỏ. Mình tập cái là coi như không tập ở dưới đây. Cái bánh dưới càng là sao cũng được, phải không? Lý nói là bánh dưới càng mà thua. Sợ chở vậy mà, chở là nó chê ăn không à. Nhưng mà giờ thua là tại vì ăn rồi. Nhìn lại là tiếng rồi, không nhìn lại mày rồi.